gì đây? Bác cô sát thương bắt đầu. Thời lắc đang đi một tốc độ khá là nhanh. Ghê gớm. Trong các tổng cô sao tranh thì các vẫn chưa ít khi bị bắt lẻ. Cái này Cứ ở đây không còn nào thấy cả. Và sao tranh đang ở đường dưới. Sao tranh ở đường dưới rồi. Thằng ngốc bị á hai đi sim làm IP kìa. Một pha sao tranh ở thung lũng. Vẫn là một pha sao tranh ở thung lũng. Good. Hai đi sim vậy gì. Và các vẫn giữ nguyên vị trí cho mình. 4, 3, 2, 1 thì mới hai sim rồi. Sao không hai sim còn sống ngon. Vẫn còn 21 người chơi, vẫn còn 21 người. Nữa. Không biết cấp 1 hay cấp 1 đấy. Hai đế xì biết sai tí. Và Candy đang một đan ngọt một người nó khá vào lỗ. DMGS là cứ bật cơ đi. DMGS anh em ơi. Anh em đến lúc DMGS rồi. Và Candy đặt ô vãi cúp này. Candy chửi cả bên đường biên. Anh em ơi, Quá đẹp trai. Chỉ cần tiếp tục làm thế này thôi, không ai bắt được mình đó. Ok, có vẻ là ta vẫn thành sầu. Hai team đang thay nhau trở thành IT. Có vẻ họ muốn trở thành thằng em 96 học khoa công nghệ thông tin. Anh chết luôn rồi, hai team chết rồi. Ô, Neo kìa. Good. Không phải IT. Neo và Clark đã định gặp nhau rồi, ngại gặp nhau. Sờ dài nhau cái, sờ dài nhau. Và sau đó thì... Sờ dài nhau cái. Em quay lưng gọi mình rồi. Em quay lưng gọi sờ dài nhau cái. Đừng sờ dài nhau. Tớ ở trên đường mật. À mình chú sờ dài nhau. Đập chết quá, đập nhau đi. Có thằng IT đằng sau mày đấy, sao nó đuổi tao. Bất kỳ. Giờ lo sẽ không đuổi tao nữa, mày lo đánh cho đi. 2, 1, nguyên Neo Fisu. Neo Fisu đã chết. Mày là IT. Cũng xáo rồi. Sao một người chuẩn bị sao tranh? Chuẩn bị sao tranh rồi, hai người cũng đã đi rồi. Ôi đi! Baska! No! Ta phải tìm một thằng khác. Và Tiber và Clark đang bị dính bom. Trời ơi, tắt cái xe. Mỗi mình mới là Tiber à? Ủa, tắt cái nhìn mút xe bé đây. Trận sinh tử, một sống một cung đó nấy kìa. Tiber. Đi chân lại tốt rồi. Đi chân lại tốt. Mọi người đã xù.